Hôn nhân bền chặt của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và chàng tài tử kém 2 tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và diễn nguyên Lê Tuấn Anh có một cuộc sống hôn nhân giản dị nhưng bình yên và hạnh phúc, dù lấy chồng kém tuổi nhưng nữ nghệ sĩ vẫn được chở che yêu thương. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sinh năm 1966 tại Hà Nội, quê nội ở vùng đất Quan họ Bắc Ninh dù gia đình ông bà cha mẹ đều không có ai theo nghệ thuật nhưng từ khi hồng vân còn là một đứa bé chị đã nghe bà nói rằng đất nhà mình ở thế răng lược thế nào cũng có người làm nghệ thuật và sau này đúng là hồng vân đã trở thành người đầu tiên trong nhà theo nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ hai nổi tiếng khắp cả nước và hiện nay là bà bầu sân khấu Năm 9 tuổi, gia đình nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Lúc đó, chị mới bắt đầu được tiếp xúc với cải lương, một loại hình sân khấu đặc trưng của miền Nam. Khi ấy, cố nghệ sĩ Thanh Nga đang là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng với vai diễn Thái Hậu Dương Vân Nga trong vở kịch cùng tên. Được xem nghệ sĩ Thanh Nga diễn, Hồng Vân bắt đầu mê sân khấu và ước mơ một ngày đứng trên sân khấu như cố nghệ sĩ Thanh Nga. Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên nhà hát kịch sân khấu nhỏ thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2001, chị là diễn viên đạo diễn đồng thời là giám đốc công ty cổ phần sân khấu điện ảnh Vân Tuấn. Hồng Vân cũng là bầu sô của sân khấu kịch Phú Nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, chị được công nhận là nghệ sĩ nhân dân. Chị là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2016. Thời gian gần đây, ngoài các show diễn hài Tết, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn nổi tiếng trên truyền hình với các chương trình như Ký ức vui vẻ, gương mặt thân quen. Chị còn nổi tiếng với phim Gạo nếp gạo tẻ trên HTV. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được xem là một nữ diễn viên gạo cội có tâm lớn dành cho ngành sân khấu. Chính vì vậy, chị được đồng nghiệp lẫn học trò cực kỳ yêu mến. Ngoài sự nghiệp thành công, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn có đời tư viên mạng. Chị nên duyên với diễn viên Tuấn Anh từ những ngày còn là sinh viên. Nhưng vì duyên phận họ lạc nhau và sau đó khi cả hai đã trải qua một lần đổ vỡ cuối năm 2000, cặp đôi mới chính thức nên vợ chồng. Trước khi kết hôn với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thì diễn viên Tuấn Anh từng là một tài tử điện ảnh của làng phim truyền hình phía Nam. Nhưng từ khi kết hôn, anh đã từ bỏ sự nghiệp điện ảnh lưu về hậu trường để hỗ trợ cho Hồng Vân tập trung kinh doanh. Còn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiếp tục thỏa sức mình, cống hiến trên sân khấu, chỉ thành lập sân khấu kịch riêng. 21 năm sau ngày cưới, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, diễn viên Lê Tuấn Anh vẫn giữ nguyên tình yêu đẹp trước mọi gian trưng của cuộc đời là người nổi tiếng nên nghệ sĩ nhân dân hồng vân bận rộn với công việc tại sân khấu nhưng may mắn khi về nhà chỉ luôn được lê tuấn anh lo lắng chu toàn mọi việc để không gặp quá nhiều áp lực nhờ có chồng yêu thương giỏi kinh doanh mà nghệ sĩ nhân dân hồng vân luôn được bạn bè trong giới nghệ sĩ ngưỡng mộ không chỉ khéo léo trong yêu đương chăm sóc vợ diễn viên tuấn anh còn chân thành đối xử với con riêng trong đời thường nhiều gia đình bình thường phải đối mặt với những chuyện khó xử giữa con anh con tôi nhưng sự trải nghiệm trong cuộc sống gia đình anh chị đã đi qua những tình huống éo le này thời điểm đó chỉ xung quanh mới cảm nhận rõ được tình cảm đoàn kết của gia đình họ diễn viên tướng anh đã làm tốt vai trò của một người đàn ông cách ứng xử khéo léo của anh đã khiến cho con riêng của vợ cảm thấy gần gũi và coi anh như là cha ruột chính đạo diễn khôi nguyên con của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và người chồng trước cũng tâm sự như thế. Khôi Nguyên chia sẻ: "Ba Tuấn Anh dạy tôi rất nhiều điều, có những điều chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu. Tôi rất ngưỡng mộ ba và cảm thấy hạnh phúc khi là con trai của ba. Không phải là ba không thể hiện tình cảm, mà là cách thể hiện tình cảm của người cha khác với người mẹ. Những chuyện khó khăn thì tôi cố gắng tự giải quyết đến khi không tìm được lối ra, thì tôi sẽ tâm sự với mẹ. Nhưng mà khi thích cái này, xin cái kia, tôi sẽ tìm đến ba vì ba giống như là ông bục vậy. Cách hành xử của Lê Tướng Anh với vợ hơn tuổi cùng con riêng của vợ đã được giới nghệ sĩ lẫn fan hâm mộ ngưỡng mộ. Điều mà nhiều người nể phục nhất trong cuộc sống hôn nhân này chính là thái độ sống tích cực, tình cảm chân thành và sự kính đáo giản dị không màu mẹ của họ.